Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm món bánh chuối theo kiểu mới, đó là bánh chuối cuộn nước cốt dừa. Cách làm rất là nhanh, đơn giản, cho ra bánh dẻo, mềm, thơm, ngon. Mình để qua 2 ngày cũng không có bị cứng nữa. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với heo nha. Heo có chuẩn bị 1/3 muỗng cà phê bột nghệ. Bây giờ thì heo sẽ cho nước vào và mình sẽ khuấy đều cho bột nghệ hòa tan với nước. Heo khuấy trước như vậy nè, để cho bột nghệ nó giảm bớt cái mùi hăng. Rồi bây giờ heo để bột nghệ ở đây, tiếp tục heo sẽ đi lột chuối nha. Hôm nay heo sẽ dùng 6 trái chuối. Chuối này thì heo đã để cho nó chín mềm, chín mùi rồi nè. Nhưng mà nó vẫn còn ngon, nó chưa có bị thâm đen. Rồi bây giờ thì heo sẽ lột hết vỏ ra, xong rồi mình sẽ lấy hết những cái chỉ. Ở bên đây nó hơi bị cọ nè, nó bị khô khô, giờ heo cũng lột ra hết luôn. Rồi cái trái đầu tiên heo làm xong rồi, tiếp tục heo sẽ lột trái thứ hai. Chuối này thì nó sẽ lên màu rất là đẹp và nó rất là ngọt luôn. Trái thứ hai thì heo cũng đã lột xong rồi nè, giờ thì heo sẽ tiếp tục lột cho hết luôn nha. 6 trái chuối thì heo đã lột xong hết rồi. Bây giờ thì heo sẽ bóp cho nó bể nó nhuyễn ra. Nếu cả nhà không thích bóp như vậy mình cho vào cái bọc, rồi mình quết cũng được nữa. Nhưng mà heo bóp như vậy heo muốn cho nó còn to to, khi mình ăn mình sẽ cảm nhận được miếng chuối. Rồi heo cho vào một xíu xì xiu muối và 3 muỗng canh đường. 3 muỗng canh đường tương đương với 50g. Rồi bây giờ thì heo sẽ trộn đều lên cho chuối nó hòa lẫn vào đường với muối. Xong rồi thì heo sẽ để ở đây cho cái phần đường nó tan ra, cho chuối của mình nó ngấm đường nha. Tiếp tục thì heo sẽ đi pha bột. Heo có chuẩn bị 150g bột năng nè, và cái muỗng này là 10g, mình lượng 15 muỗng là 150g. Rồi bây giờ heo cho hết vào trong cái thau luôn. Xong rồi thì heo sẽ cho vào đây 300ml nước lọc. Nước này là nước ở nhiệt độ bình thường nha. Heo cho trước phân nửa, xong rồi thì heo sẽ trộn bột lên. Lúc mới cho nước vào thì bột năng nó hơi cứng cứng như vậy nè, nhưng mà khuấy tí xíu là nó tan ra hả. Rồi bây giờ thì heo sẽ cho hết cái phần nước còn lại luôn, rồi thì heo cũng sẽ khuấy đều. Bột đã được khuấy đều rồi, bây giờ thì heo cũng sẽ cho cái phần nước bột nghệ heo pha lúc nãy nè, heo cho hết vào luôn. Rồi heo sẽ khuấy bột cho nó đều với bột nghệ. Xong rồi thì heo sẽ để cho bột nghỉ nha. Mình để bột nghỉ như vậy là để bột nở và giảm bớt cái mùi hăng của nghệ Trở lại với chuối lúc này cũng đã ngấm đường rồi nè. Và bột thì heo cũng cho nghỉ được 15 phút rồi, bây giờ thì heo sẽ luộc. Và cho hết vào chung với chuối luôn. Bột heo luộc xong rồi nè, giờ thì heo sẽ trộn đều lên cho cái phần chuối nó thấm hết vào bột. Phần bột bánh chuối thì heo đã pha xong rồi, giờ thì heo cũng sẽ để ở đây. Tiếp tục thì heo sẽ đi trộn cái phần bột nước cốt dừa nha. Heo có chuẩn bị đây là 100g bột năng. 100g mình lượng bằng cái muỗng lúc nãy thì sẽ là 10 muỗng. Rồi tiếp tục thì heo sẽ cho vào đây một muỗng canh nhỏ bột gạo tương đương với 5g, và một muỗng canh nhỏ bột nếp cũng 5g luôn. Cho vào một xíu xì xiu muối và 3 muỗng canh đường cát. Như vậy tổng lượng bột là 110g. Bây giờ thì heo sẽ trộn đều lên cho bột nó hòa lẫn vào muối với đường. Và đây là 250ml nước cốt dừa đậm đặc. Heo cũng sẽ cho vào hết bột, rồi heo sẽ trộn đều lên cho bột nó hòa tan vào nước cốt dừa. Heo dùng hoàn toàn bằng nước cốt dừa, mình pha với bột như vậy bánh sẽ béo ngon. Và phần bột nước cốt dừa thì heo cũng đã hòa tan xong hết rồi, bột rất là mịn luôn. Bây giờ thì heo chuẩn bị để mà mình đi hấp bánh nha. Và để hấp bánh thì heo có chuẩn bị một cái khuôn thủy tinh nè, khuôn này là chữ nhật. Bây giờ thì heo cho vào đây một tí xíu dầu ăn, rồi heo sẽ thoa đều khuôn. Xong rồi thì heo sẽ cho lên cái sửng, mình sẽ làm nóng cái khuôn nha. Trở lại với phần bột bánh chuối, heo sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Nếu cả nhà có dầu dừa mình cho vào thì sẽ ngon hơn. Heo cho dầu ăn vào bột bánh chuối giúp cho bột của mình nó bóng mượt và khi mình hấp nó sẽ dễ tróc ra. Heo sẽ khuấy đều cho bột bánh chuối nó hòa lẫn vào dầu. Như vậy là xong rồi. Và bây giờ trở lại với sửng hấp của heo nè. Cái khuôn heo cho vào sửng hồi nãy tới giờ tầm có khoảng 5 phút thì cũng đã nóng lên rồi. Bây giờ thì heo sẽ cho cái phần bột bánh chuối vào trước nha. Trước khi cho bột vào khuôn thì heo cũng sẽ khuấy đều bột.
Rồi bây giờ thì heo sẽ cho vào đây với phần bột á, tầm có khoảng 4 giá như vậy nè. Xong rồi thì heo sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong 4 đến 5 phút nha. Miễn sao á, khi mình mở nắp ra thì mình thấy á, cái phần trên mặt của bánh chuối của mình nó trong nó xe lại, như vậy là được rồi. Tiếp tục, heo sẽ cho cái phần bột nước cốt dừa vào. Và phần bột nước cốt dừa thì nó sẽ mỏng hơn phần bột bánh chuối. Heo sẽ cho vào đây 2 giá. Rồi, bây giờ thì heo sẽ đậy nắp lại. Và lần này thì heo sẽ hấp trong 8 phút ở lửa trung bình nha. Bánh sau khi hấp được 8 phút, bây giờ thì heo sẽ tắt bếp và mở nắp ra. Và cả nhà xem nè, mình bọc cái khăn trên cái nắp á, cho nên nước không có rót vào. Và mặt bánh rất là bóng luôn. Giờ heo để bánh nguội. Tiếp tục, heo sẽ đi làm phần nước cốt dừa. Heo cho vào nồi 300ml nước cốt dừa đậm đặc, 1 muỗng canh đường cát và 1 tí xíu muối. Ở đây heo có chuẩn bị 1 muỗng cà phê bột năng. Heo sẽ lấy nước cốt dừa cho vào bột năng. Xong rồi thì heo sẽ khuấy đều lên cho phần bột năng nó tan ra hết. Heo khuấy một tí xíu thì bột năng đã tan ra hết rồi. Bây giờ thì heo sẽ cho lại cái nồi nước cốt dừa. Và để nồi nước cốt của mình thơm ngon, heo sẽ cho vào đây một cái lá dứa. Heo cắt nhỏ nhỏ ra như vậy nè. Lá dứa heo cắt xong rồi, bây giờ thì heo sẽ mở lửa nhỏ và heo cũng sẽ khuấy đều. Khuấy đều cho đến khi nào thấy cái phần nước cốt của heo nó sánh kẹo lại như vậy nè. Và nó sôi lụp bụp như vậy là cái phần bột đã chín và nước cốt dừa đã chín rồi. Và khi mình dở cái muỗng lên á, thì cái dòng chảy của nước cốt dừa nó sánh sánh như vậy là đạt rồi đó. Bây giờ thì heo sẽ tắt bếp để cho nước cốt dừa nguội. Rồi mình chuẩn bị, mình đi lấy bánh ra nha. Bánh heo để nãy giờ tầm 15 phút á, thì nó cũng nguội lại một phần rồi nè. Nhưng mà cả nhà xem nè, heo miết á, thì nó đã có cái phần tróc tróc rồi. Đó, bây giờ thì heo sẽ lấy cái dao bọc màng bọc thực phẩm. Mình sẽ kéo theo cái đường viền của bánh như vậy nè. Nếu mà cái bánh này á, mình để cho nó thật sự nguội luôn á, tầm có khoảng 1 tiếng, 1 tiếng mấy gì đó, thì cái bánh á, nó dễ tróc lắm. Nhưng tại vì á, trời gần tối rồi, với lại á, heo còn phải đi rước mẹ nữa, cho nên bây giờ thì heo cũng sẽ lấy ra luôn nha. Khi còn nóng á, nó sẽ hơi dính dính một xíu như vậy nè, nhưng mà không sao á, nó cũng tróc ra hết trơn hả. Heo lấy lên được một bên rồi nè, rồi bây giờ thì heo cũng sẽ lấy ra hết luôn. Rồi heo lấy được hết cái bánh rồi, cả nhà xem á, cái bánh nó rất là mềm luôn nè. Đó, nó mềm rũ, mềm dịu luôn á. Mặt dưới cái phần chuối á, thì có bột nghệ cái màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ heo để bánh xuống cái mâm nha. Heo sẽ lấy cái dao bọc thực phẩm lúc nãy á, heo sẽ cắt ra. Heo sẽ cắt cái chiều dài như vậy nè. Heo cắt cái rìa ra trước. Cái dao mình bọc màng bọc thực phẩm á, cho nên cắt dễ lắm. Tiếp tục á, heo sẽ cắt cái sợi thứ hai. Và mình cắt cái sợi á, tầm cỡ khoảng 1cm là vừa ăn rồi. Sợi thứ hai heo cắt xong rồi nè. Rồi bây giờ để heo lấy cái sợi bánh lên cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà xem nè. Cái màu chuối á, thì nó gấp đôi cái màu nước cốt dừa. Và cái bánh á, nó rất là mềm luôn. Heo kéo ra cả nhà xem nè. Đó, nó rất là co giãn luôn. Rồi bây giờ heo sẽ cuộn lại nha. Hôm nay heo sẽ làm cái bánh chuối cuộn nước cốt dừa. Đó, mình cuộn lại dễ lắm. Chỉ cần mình xe tròn lại là nó dính bánh lại hết trơn hả. Cái bánh này á, mình làm như vậy á, nó vừa bắt mắt mà thấy rất là ngon nữa. Nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ heo làm hết luôn nha. Và đây là thành phẩm bánh chuối cuộn nước cốt dừa. Heo cho ra dĩa xong hết rồi nè. Bây giờ heo sẽ chan nước cốt lên bên cái dĩa nhỏ ba cái bánh này. Nước cốt rất là sánh kẹo, nhìn rất là ngon. Heo thích ăn nước cốt nhiều cho nên heo sẽ cho nhiều. Và heo cũng thích ăn mè rang nữa cho nên heo cho mè rang. Nếu cả nhà thích ăn đậu phộng thì mình cho đậu phộng nha. Rồi bây giờ heo sẽ lấy cái dĩa bánh lên. Đó, cái bánh đó heo ghim vô cái xiên que cầm rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ thấm đều hai mặt nước cốt dừa nè. Đó, rất là ngon luôn. Rồi heo mời cả nhà thưởng thức với heo nha. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình ăn miếng bánh chuối cuộn nước cốt dừa vào miệng á, thì phần bánh chuối á, rất là dẻo mềm. Và mình ăn á, mình cắn được cái miếng chuối luôn á. Tại vì lúc nãy á, heo bóp chuối không có nhuyễn lắm.
Còn cái phần nước cốt dừa thì rất là béo luôn. Cái bột nước cốt dừa rất là dai. Nếu mà cả nhà không thích mình ăn cuộn như vậy á, mình cắt mỏng sợi dài ra, rồi mình cắn một đầu, mình nhâm 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 cho hết tới cái đầu kia luôn á, thì cảm giác ăn nó ngon lắm. Nếu mà bánh chuối mình làm ra, mình ăn không cũng ngon nữa, tại vì đã có cái phần bột nước cốt dừa nó béo béo rồi. Nhưng mà mình chan nước cốt dừa lên ăn như vậy á, thì nó sẽ tăng thêm khẩu vị, rồi hòa lẫn với phần mè rang á, thì nó sẽ ngon hơn. Với lượng chuối và bột hôm nay á, thì Heo làm được 4 khuôn luôn á. Khuôn của Heo á, thì độ dài là 24, độ rộng á, là 15. Nó Heo làm ra nhiều bánh lắm. Nếu mà mình làm cách này, mình bán, mình kinh doanh á, thì nó vừa bắt mắt nè, vừa ngon mà lại có nhiều tiền lời nữa. Nếu cả nhà không thích cuộn từng cái như Heo như vậy á, thì mình cuộn nguyên cái ổ bánh luôn, xong rồi mình dùng cái dao á, mình cắt ra, như vậy nó sẽ nhanh hơn nha. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản, nguyên liệu cũng dễ tìm và rẻ tiền. Mình chỉ cần có bột năng, chuối, nước cốt dừa, đường, muối là mình đã làm ra được rất là nhiều bánh chuối rồi cho gia đình mình thưởng thức. Và chuối thì lại cực kỳ tốt cho sức khỏe nữa, cho nên một ngày mà mình ăn được 2 trái chuối thì cực kỳ tốt luôn á. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra món bánh chuối thật là ngon lại đẹp mắt cho gia đình mình thưởng thức nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món bánh chuối cuộn nước cốt dừa nha.